Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc gây nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Triều Tiên cáo buộc các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đẩy căng thẳng khu vực đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Hành vi đối đầu có sự liều lĩnh của Mỹ và những bên ủng hộ nước này chống lại Triều Tiên đang đẩy tình hình trên bán đảo đến thảm họa không thể đảo ngược và bờ vực chiến tranh hạt nhân. Theo bài dẫn luận đăng trên hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 6 tháng 4. Bài viết chỉ trích các cuộc tập trận và diễn tập của gần đây của Mỹ với đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Bài viết cho biết những hoạt động này đi quá giới hạn chịu đựng của Triều Tiên và họ sẽ đáp trả bằng cách thể hiện năng lực răn đe thông qua hành động tấn công. Các cuộc tập trận biến bán đảo Triều Tiên thành thùng thuốc nổ khổng lồ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Bài viết có đoạn: cộng đồng quốc tế đang nhất trí hy vọng rằng đám mây đen của chiến tranh hạt nhân treo lơ lửng trên bán đảo Triều Tiên phải được loại bỏ càng sớm càng tốt. Quân đội Mỹ gần đây triển khai nhiều vũ khí và phương tiện chiến lược tới Hàn Quốc, trong đó có oanh tạc cơ chiến lược và tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz. Mỹ cũng tổ chức các hoạt động diễn tập và tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản trong nỗ lực thể hiện năng lực quân sự trước Triều Tiên. Không quân Hàn Quốc ngày 5 tháng 4 điều tiêm kích tàng hình F-35A tham gia diễn tập chung với oanh tạc cơ B-52H, tiêm kích F-35B và F-16 của Mỹ. Lực lượng tham gia diễn tập thực hành khoa mục hộ tống oanh tạc cơ chiến lược trước mối đe dọa tiềm ẩn từ không quân đối phương cũng như tương tác và phối hợp tác chiến. Theo tướng Park Ha-sik, chỉ huy tác chiến trên không của quân đội Hàn Quốc, cuộc diễn tập cho thấy Mỹ và Hàn Quốc trong trạng thái sẵn sàng hoàn hảo để đáp trả nhanh chóng và áp đảo bất cứ hành vi khiêu khích nào của Triều Tiên. Các hoạt động quân sự của Mỹ với đồng minh khiến Triều Tiên tức giận và liên tiếp phóng thử loạt tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa xuyên lục địa ICBM Hwasong-17, cũng như công bố đầu đạn hạt nhân thu nhỏ Hwasong-31 vào tuần trước. Lính Ukraine tuyên bố giữ chắc cao điểm phía tây Bakhmut. Binh sĩ Ukraine nói lực lượng nước này vẫn giữ chắc thành phố Chasovka trên cao điểm phía tây Bakhmut, giúp tạo lợi thế cho pháo binh. Lực lượng Nga khoảng một tháng trước có cơ hội tiến công Chasovka khi họ chỉ cách tuyến cao tốc nối với Bakhmut khoảng 300 mét. Binh sĩ thuộc lữ đoàn dù độc lập số 46 Ukraine ngày 4 tháng 4 cho biết. Tuy nhiên, họ không đủ nguồn lực dự trữ và bị đẩy lùi cách tuyến đường khoảng 2 km. Thành phố Chasovka nằm cách Bakhmut khoảng 10 km về phía tây, dân số tại đây trước chiến sự là hơn 12.000 người. Giao tranh cường độ cao diễn ra xung quanh Chasovka những tuần qua, trong bối cảnh lực lượng Nga tìm cách tiến xa hơn về phía tây và tây bắc thành phố Bakhmut. Binh sĩ Ukraine nói lực lượng Nga hiện không còn cách nào để tấn công Chasovka sau khi Ukraine đã lập phòng tuyến khá vững chắc quanh tuyến cao tốc nối Bakhmut. Lực lượng Nga cũng đối mặt nguy cơ bị đánh tạt sườn nếu cố gắng tiếp cận Chasovka. Chasovka nằm ở điểm cao, vượt trội so với khu vực xung quanh, đồng nghĩa đô thị này mang lại lợi thế hỏa lực, đặc biệt đối với pháo binh. Do đó, Chasovka có tầm quan trọng đặc biệt với cả hai bên, người lính này nói. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine cảnh báo nếu họ rút khỏi Bakhmut, lực lượng Nga sẽ tiếp tục đà tấn công và tiến tới Chasovka tiếp theo. Cả Ukraine và Nga đều đang dồn lực vào trận chiến ở Bakhmut. Phía Ukraine nói rằng trận chiến ở Bakhmut sẽ là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở mặt trận miền đông. Nga thử robot sát thủ chiến trường đối phó xe tăng phương Tây. Nga đưa robot chiến đấu Maker tới Donbass thực hiện hoạt động thử nghiệm với mục tiêu đối phó xe tăng phương Tây trong thời gian tới. Newsweek đưa tin, cựu phó thủ tướng Nga, lãnh đạo tổ chức cố vấn quân sự Sergei Dmitry Rogozin thông báo nước này đang tiến hành các thử nghiệm liên quan tới thiết bị không người lái trên mặt đất được trang bị tên lửa chống tăng tại khu vực Donbass. Một đoạn video được đăng tải cuối tuần trước cho thấy robot Maker đang bắn ra tên lửa Hornet chuyên đối phó với các loại xe tăng. Trước đó, ông Rogozin tuyên bố mục tiêu của Maker tại chiến trường sẽ là phá hủy xe tăng Abrams và Leopard mà phương Tây chuyển cho Ukraine. Ông Rogozin nói với RIA Novosti, ngay khi phương Tây giao xe tăng Abrams và Leopard cho quân đội Ukraine, Maker sẽ được lắp thiết bị giúp có thể tự động phát hiện và tấn công xe tăng Mỹ và Đức. Nga trước đây từng tuyên bố tên lửa chống tăng Hornet có thể tấn công xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất. Tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự Samuel Bandet, bài thử nghiệm như đoạn video do ông Rogozin đăng tải dường như là chưa đủ để đảm bảo tính hiệu quả của robot này. Ông nhận định các cuộc thử nghiệm được tiến hành trên một bãi đất trống không có đống đổ nát, nương rãnh hay các tòa nhà. Mặc dù Ukraine có những không gian rộng mở như vậy, nhưng có khả năng là một cuộc tác chiến thực sự, Maker sẽ phải vượt qua một môi trường phức tạp hơn. Ngoài ra, ông Bennett lưu ý rằng Maker cũng đang thử nghiệm bắn tên lửa chống tăng khi đứng yên. Ông cho biết, nhiều khả năng robot này sẽ phải vừa đi và bắn trong tình huống thực tế. Cuối tuần trước, truyền thông nhà nước Nga cho hay, nước này sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt robot Maker cho chiến trường Ukraine. Robot Maker có thể tự chủ tác chiến để thực hiện các nhiệm vụ trên thực địa, cũng như có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 15 km. Maker cũng có khả năng xác định chính xác và khai hỏa vào mục tiêu đối thủ với dàn vũ khí mà robot này trang bị. Oleg Matanov, quan chức quỹ nghiên cứu tân tiến Nga cho biết,
các nhà phát triển đã dạy Maker cách tập kích các mục tiêu nhanh hơn nhiều lần so với con người thực hiện. Ryan Novosti nhận định, Maker có kỹ năng di chuyển tự động tiên tiến nhất ở Nga với khả năng nhận dạng đối tượng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Một trong những tính năng quan trọng của Maker là nó được dùng để thay thế các binh sĩ làm các nhiệm vụ nguy hiểm trên chiến trường, ví dụ như là phá phòng tuyến, phục kích, đi vào khu vực đối phương kiểm soát. Giao tranh tăng nhiệt, Nga điều tên lửa tấn công thành trì Bakhmut thứ hai. Quân đội Nga đang dồn toàn lực nhằm nhanh chóng kiểm soát Alivka, pháo đài được ví như Bakhmut thứ hai tại miền đông Ukraine. Trong một thông báo được đăng tải trên trang Telegram cá nhân hôm 1 tháng 4, ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, tình hình giao tranh tại khu vực thành phố Alivka ở miền đông nước này đang diễn biến ngày một căng thẳng. Ông Yermak cáo buộc quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành các trận tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Alivka với mục tiêu làm tiêu hao sinh lực của lực lượng phòng thủ Ukraine. Đối phương đã tiến hành một cuộc tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Alivka. Ít nhất 2 tên lửa đã được sử dụng. Tên lửa đầu tiên đã đánh trúng một tòa nhà hành chính, còn tên lửa thứ hai đã đánh trúng một cơ sở tầng dân sự tại thành phố này. Người dân đã vào hầm trú ẩn kịp thời, vì vậy thương vong về người hiện chưa được ghi nhận. Ông Yermak xác nhận. Giới quan sát nhận định đây là chiến thuật từng được Moscow áp dụng tại Bakhmut khi tên lửa hành trình KH-555 cùng tên lửa phòng không S-300 cải tiến đã liên tục được chốt xuống phòng tuyến của quân đội Ukraine. Các trận tập kích tên lửa được Nga kỳ vọng sẽ gây sức ép lên lực lượng phòng thủ Ukraine, đồng thời cô lập các thành phố mục tiêu bằng cách ngăn đường tiếp viện từ bên ngoài. Thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục tổ chức đợt tấn công nhằm vào các khu vực Adipka và Vuleda ở miền đông Ukraine. Việc giành được một trong hai mục tiêu chiến lược này sẽ gây sức ép lên toàn tuyến phòng ngự của Ukraine ở Donbass, qua đó đe dọa trực tiếp thành trì Bakhmut của Kiev. Tuy nhiên, các đợt tấn công này đã không đạt được hiệu quả khi nhiều binh sĩ cùng trang thiết bị khí tài của Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong các trận giao tranh với Ukraine. Cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh hồi cuối tháng 3 tiết lộ, trung đoàn xe tăng số 10 của quân đội Nga đã gặp phải thiệt hại nặng nề tại mặt trận Bakhmut, khi một phần lớn xe tăng của đơn vị này đã bị phá hủy hoặc tồn giữ. Trung đoàn này là thành viên của tập đoàn Konsuba, một lực lượng mới được thành lập hồi tháng 8 năm ngoái để tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định tập đoàn số 3 được cấu thành bởi các sư đoàn tình nguyện, nơi tập trung những tình nguyện viên trên khắp lãnh thổ Nga sẵn sàng tham chiến tại Ukraine. Theo thông lệ, một tập đoàn quân trong biên chế quân đội Nga bao gồm từ 15.000 đến 20.000 binh sĩ. Trung Quốc điều chỉnh máy bay áp sát đảo Đài Loan. Trung Quốc đã điều chỉnh máy bay chiến đấu vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Reuters hôm 31 tháng 3 đưa tin, Trung Quốc đã điều động 9 máy bay chiến đấu vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, ranh giới không chính thức giữa hòn đảo và đại lục. Các máy bay này đã tiến hành các hoạt động tuần tra và diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Đây được xem là động thái răn đe của Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Bà Thái Anh Văn hiện đang có mặt tại Mỹ sau khi hạ cánh xuống sân bay tại New York hôm 29 tháng 3. New York và Los Angeles sẽ là hai điểm quá cảnh của nhà lãnh đạo Đài Loan trong chuyến thăm kéo dài 10 ngày tới Guatemala và Belize. Dự kiến, vào đầu tháng 4, bà Thái Anh Văn sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tại thành phố Los Angeles trước khi trở về Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi phía Mỹ hủy bỏ các cuộc gặp cấp cao với bà Thái Anh Văn. Bắc Kinh thậm chí còn cảnh báo các cuộc gặp gỡ giữa bà Thái Anh Văn và các quan chức Mỹ có thể là hành động vượt làn danh đỏ trong mối quan hệ Mỹ và Trung. Vấn đề Đài Loan là vấn đề trọng tâm cho có lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là làn danh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong mối quan hệ song phương. Bà Su Shiyan, đại diện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố, tình hình eo biển Đài Loan đã trở nên căng thẳng sau chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Mỹ, dẫn đầu bởi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, đến hòn đảo này vào ngày 2 tháng 8 năm 2022. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã vi phạm chính sách một Trung Quốc. Nhiều cuộc tập trận tại quanh đảo Đài Loan đã được phía Trung Quốc tiến hành để đáp trả chuyến đi trên.